tất cả các bà mẹ quý báo hiếu báo đài và tất cả quý vị khán giả một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, cho con Giọng Nói Phi được rất vui một bài hát, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên, bài hát được mang tên Mẹ Yêu.